Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình khi mà mình trồng bông dạng thọ ha, trong cái giai đoạn mà cận Tết như thế này. Thì nay cũng đã là 24 Tết rồi nha các bạn. Thì có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình á là cái thời điểm này mà sâu mà nó tấn công bông dạng thọ thì mình nên sử dụng những cái loại thuốc gì để mình xịt cho bông dạng thọ của mình á là nó không có bị ảnh hưởng, cũng như là mình có thể là mình tưới nước trên bông dạng thọ hay không. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ ha. Thì những cái dòng thuốc á, thì các bạn nên chọn những cái dòng thuốc mà dạng cớm để các bạn xịt ha, các bạn không nên chọn những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu nha mọi người. Tại vì các bạn khi mà mọi người sử dụng những dạng thuốc mà dạng nhũ dầu á, thì bông dạng thọ của mình nó sẽ bị cháy lá ha, hoặc là thậm chí mà những cái dạng thuốc mà nó hơi đục đục các bạn, khi mà bạn xịt ở trên bông dạng thọ của mình á, thì cái chất thuốc các bạn khi mà mình xịt trên bông dạng thọ của mình á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng ha, có nghĩa là cái màu hoa nó sẽ bị dính những cái thuốc nha các bạn ha. Khi mà nó đã dính thuốc các bạn thì các bạn lấy nước á, các bạn mà tưới trên bông dạng thọ của mình á, thì nó sẽ là nó mau tàn nha mọi người ha. Cái bông dạng thọ của mình á, mà khi mà mình tưới nước nhiều các bạn là nó cũng sẽ là mau trắng cánh nha, nói chung là nó bị dập nha mọi người. Nó thì đó là cái nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn là không nên là chọn những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu để các bạn xịt ha, cũng như là các bạn là không nên tưới nước ở trên bông dạng thọ. Mà ở đây thì mình sẽ là dùng cái vòi nước các bạn tưới thẳng vào gốc của nó nha. Các bạn chịu khó chịu cực á, thì bông dạng thọ của mình là nó mới đẹp nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Rồi một bạn tên là Phạm Kim Hân ha, thì bạn này bạn hỏi mình á, là bạn trồng dạng thọ là một cơi mà bạn trồng ở dưới đất á, nay nó cũng đã có nụ rồi mà bạn tính bứng lên chậu để bạn chưng Tết có được hay không. Thì ở đây theo như là mình thấy các bạn, khi mà mình bứng lên chậu các bạn là cây của mình á, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ ha, thì bạn không nên là bứng ha, mà bạn nên mua ở ngoài chợ các bạn, một hai cặp thì cũng khoảng đâu là 70.000 nha mọi người ha. Thì sẵn thì mình cập nhật giá cho các bạn luôn ha, chậu mà hai cây các bạn là khoảng đâu là 70.000 một cặp ha, còn chậu mà 4 cây nha mọi người ha là khoảng đâu là 200.000 một cặp nha các bạn ha. Cũng như là tùy khu và tùy thời điểm thôi, chứ cũng không phải là cái khu nào cũng vậy nha các bạn ha. Nhưng mà cái khu gia đình mình đang bán các bạn hiện tại là nó đang đụng chợ nha các bạn ha, và giá nó đang tuột nha mọi người. Trước đó thì 250.000 một cặp, nhưng mà nay thì chỉ còn là 180 thôi nha mọi người ha. Rồi tiếp theo là một câu hỏi của một bạn tên là Hồng Gọn ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là nụ của bạn là bằng ngón tay út rồi, khi mà nó nở hết cỡ thì nó khoảng đâu là bao nhiêu? Thì thông thường các bạn mà đi một cơi các bạn thì bông của mình thì sẽ khoảng đâu là 10 cm ha, còn nếu như là hai cơi á thì nó khoảng đâu là 7 cm. Còn những bạn nào mà kinh nghiệm giỏi các bạn, những cái giống như là 06 nè hoặc là 45 của rồng vàng các bạn, thì bông của nó rất là bự ha, có thể là 10 cm luôn nha mọi người ha. Thì đó là vậy nha mọi người. Rồi thì một câu hỏi của một bạn tên là Hùng Bàn ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á, là bông dạng thọ của bạn là đang trồng mà nay nó đã bị héo một số cổ bông á, thì bây giờ mình xịt những cái dòng thuốc gì? Thì ở đây thì mọi người có thể là sử dụng thằng ALS ha, để mọi người xịt phòng cái thằng héo cổ bông ở trên bông dạng thọ của mình nha các bạn ha. Thì cái này thì mình đã chia sẻ rồi, thì liều lượng là nửa gói cho pha với là bình từ 16 cho đến 20 lít nước nha các bạn ha. Rồi thì một bạn tên là Văn Kiều ha, bạn này bạn hỏi mình á, từ lúc mà bông dạng thọ của mình xây kén á, đến mà ngày nó nở rộ thì khoảng đâu là bao nhiêu ngày? Thì thông thường là khoảng đâu là từ 6 đến 7 ngày là nó sẽ là nở rộ nha các bạn ha. Thì đó là câu hỏi của bạn Văn Kiều. Rồi thì câu hỏi của bạn là Quang Nguyễn à, thì bạn này bạn nói á, là bạn không có hiểu về cái vấn đề là xông đèn để cho bông dạng thọ mình nó mau nở. Có một số người á, nói là khi mà mình xông đèn á, thì nụ của mình thì nó sẽ bị chậm và trễ ha. Và ở đây có một người nói là xông đèn thì nó sẽ là mau nở, thì nó là nguyên nhân như thế nào? Thì ở đây thì mình xin nói ha, thì sẽ có một số giống các bạn khi mà mọi người xông đèn á, là cái nụ của nó sẽ bị chai và thậm chí là nó trễ và nó không nở hoa luôn ha. Nhưng mà sẽ có một số giống á, khi mà nó đã làm kén rồi các bạn, mà các bạn xông đèn á, thì nó rất là mau nở ha, nó còn nhanh hơn cả cái mà thuốc mà dưỡng để cho bông của mình nó như là siêu bông hết cỡ này nọ các bạn, siêu bông bự á, và các bạn xịt mà để cho bông của mình nó to á, thì nó còn cả hơn như vậy luôn nha mọi người ha. Thì đó là cái vấn đề, thì các bạn nên xem lại video trước của mình nói rất là kỹ về cái vấn đề là xông đèn nha. Ờ, thì một bạn mình không thấy được cái ID ha, nhưng mà bạn này bạn hỏi mình á, là mình ươm cây giống ngày nào để cho hoa của mình nó đúng Tết. Thì ở đây á, thì nó cũng tùy vào cái loại giống mà mình đang trồng nha các bạn ha. Nhưng mà thông thường những cái lệ á, thì khoảng đâu là 25 tháng 10 âm lịch của mình á, thì mình sẽ gieo cái hạt giống nha mọi người ha. Và khoảng đâu là từ 12 cho đến 15 bữa sau thì mình sẽ bứng cây giống của mình mà nó lên chậu. Và khoảng đâu là đúng là một tháng sau các bạn thì mình sẽ bấm cơ cho nó. À, chúng ta để tự nhiên là nó sẽ đúng Tết nha. Còn những bạn mà đi hai cơi thì mình sẽ gieo vào cái lối là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn. Thì trước đó là một tuần ha, à, mình sẽ đi hai cơi, và cái cơi một thì sẽ rơi vào cái ngày là 22 tháng 11 âm lịch, và cái cơi hai của nó sẽ rơi từ là mùng 2 hoặc là mùng 4 tháng 12 âm lịch ha, thì nó sẽ là đúng Tết nha mọi người ha. Nói chung là cũng ăn thua vào cái thời tiết nữa, nhưng mà cái thông thường là cái lịch là truyền thống là như vậy. Năm nào thì mình cũng chia sẻ cho những cái người bạn mới và đăng ký kênh của mình á, thì khoảng đâu vào những cái thời gian đó ha.
Rồi thì hôm nay thì mình chia sẻ nhanh cho bạn một số kinh nghiệm của riêng mình như vậy thôi. Thì bạn nào có câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình. Thì bạn nào mà chưa like các bạn giúp mình một like ha, cũng như là một lượt đăng ký nha. Rồi mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình ha.